đấu thi hài. Thật ra thì ai cũng có quá khứ, và Hà nghĩ là những cái chuyện của Hà trong quá khứ thì nó cũng không phải là những cái vấn đề quá là to lớn, bởi vì là quan trọng là con đường tiếp theo của mình sẽ đi như thế nào. Và đặc biệt là hôm nay Hà được hội ngộ cùng với rất nhiều các chị hoa hậu, á hậu và là các chị tiền bối của mình. Thật sự là mọi người ai cũng xinh đẹp, giỏi giang và tài năng. Khi đứng cạnh thì Hà rất là hồi hộp. Tuy nhiên thì các chị cũng rất là thân thiện, hòa đồng và hay giúp đỡ mình, nên là Hà cũng cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều. Trước khi đi thi hoa hậu thì Hà là một cô gái rất là bình thường. Kể cả khi đã vào bán kết rồi thì bản thân Hà vẫn chưa có điểm gì nổi trội. Tuy nhiên bắt đầu từ vòng chung kết thì Hà cảm thấy từ những lời nhận xét của những người khác thì Hà cảm thấy mình đã có những sự tiến bộ rõ rệt. Và đặc biệt là ngay sau khi đăng quang, Hà cảm thấy là bản thân mình đã thay đổi rõ rệt. Và đấy là một cái điều đáng mừng và cái điều mà Hà muốn truyền cảm hứng đến cho tất cả các bạn trẻ. Chính là có thể là xuất phát điểm của chúng ta là một người bình thường, nhưng mà chỉ cần chúng ta dám ước mơ, dám tự tin thực hiện ước mơ của mình thì điều gì cũng có thể làm được. Ngay sau khi đăng quang thì buổi đầu tiên thì Hà sẽ có buổi họp báo cùng với ban tổ chức và các đơn vị truyền thông. Ngay sau đấy thì Hà sẽ đi giao lưu cùng với một số đơn vị báo chí và chụp hình cũng như là quay một số TVC trả cho nhà tài trợ. Và vừa qua thì Hà cũng có thực hiện một số dự án thiện nguyện như là đi thăm bệnh viện 175, đi trao quà cho các đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Quảng Ngãi. Và sắp tới thì Hà sẽ trở về Thanh Hóa và có một số chuyến thiện nguyện tại quê hương của mình. Ban đầu ngay sau khi đăng quang thì Hà cảm thấy nó hơi choáng ngợp với bản thân mình, bởi vì trước đây mình là một sinh viên cũng chưa tiếp xúc nhiều với giới nghệ thuật, mà đột ngột cái danh hiệu nó đến với mình và mình phải thay đổi rất là nhiều thứ. Sau khi nhận thức được là cái trách nhiệm của mình vô cùng cao cả thì Hà đã chú ý hơn về việc giữ hình ảnh của mình trong những phát ngôn, những lời nói và những cái hành động của mình đối với xã hội. Và Hà cảm thấy đấy không phải là một áp lực mà là một động lực để cho mình hoàn thiện và cố gắng hơn nữa. Thật ra thì ai cũng có quá khứ, và Hà nghĩ là những cái chuyện của Hà trong quá khứ thì nó cũng không phải là những cái vấn đề quá là to lớn, bởi vì là quan trọng là con đường tiếp theo của mình sẽ đi như thế nào, và cái sự cố gắng của mình mọi người sẽ nhìn thấy được. Và Hà mong là trong quãng đường sắp tới 2 năm nhiệm kỳ của mình, mọi người hãy theo dõi và ủng hộ để như thế sự thay đổi và sự tiến bộ của Đỗ Hà, và mong là mọi người hãy ủng hộ mình. Ngay sau khi đăng quang thì Hà tự ý thức được việc là mình đã trở thành một hoa hậu, là đại diện sắc đẹp của cả một đất nước, thì mình phải quan tâm và chăm sóc đến bản thân cũng như là sắc đẹp của mình hơn. Hà cũng có tìm hiểu về một số kinh nghiệm từ một số chị hoa hậu, á hậu trước đây, và mọi người cũng chia sẻ một số kinh nghiệm làm đẹp, và từ đó Hà cũng như là sẽ tham khảo một số kinh nghiệm khác từ một số thẩm mỹ viện, và Hà sẽ rút kinh nghiệm và để trau dồi cho bản thân mình hơn trong việc làm đẹp. Đỗ Hà xin chúc cho quý khán giả một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Mặc dù là chúng ta đang trong một mùa dịch, nhưng mà mọi người hãy giữ cho một mùa Giáng sinh của mình luôn luôn hạnh phúc và ấm áp bên gia đình của mình. Hà xin chúc tất cả quý khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc. Mong mọi người có một năm mới thật là thành công, và mọi người hãy luôn luôn theo dõi và ủng hộ Đỗ Hà nha.